9 người được tìm thấy và còn sống sót sau vụ sạt lở đất khiến 34 người mất tích ở tỉnh Fujian, miền Đông Nam Trung Quốc. Theo hãng tin Reuters, trong số 9 người được tìm thấy thì có một người trong tình trạng sức khỏe ổn định, 8 người còn lại được chuyển tới bệnh viện để theo dõi. Dù vậy, 8 người may mắn đang trong quá trình phục hồi tốt. Trước đó, vào 5 giờ, địa phương sáng ngày 8 tháng 5, một khối lượng đất đá và bùn sạt lở đã chôn vùi một văn phòng và khu nhà tạm của công nhân tại công trường xây dựng nhà máy thủy điện huyện Thái Ninh, thành phố San Minh, tỉnh Fujian. 7 người đã được cứu sống. Hiện 400 nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những người mất tích còn lại. Vụ sạt lở đất là do mưa lớn gây ra.